mừng các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong tập 117 của Thương Thiên. Tiền sinh, người trở về vừa đúng lúc, mau mau ngồi xuống. Thấy người đến, chú Khang Cảnh bỏ qua dáng vẻ hoàng đế, đứng dậy, đón chào nói. Việc ở kế châu toàn bộ như tiên sinh sở liệu, thực sự may mắn có tiên sinh chỉ bảo. Lần này không phí nhiều lực đã bức ngõa đảm nhất tộc trở về Vĩnh Bình. Chẳng những vì triều đình thắng giành được quyền chủ động nghị hòa lại tăng uy vọng của triều đình lên một mức thực lớn. Tin rằng không quá bảo lâu dân chúng trong thiên hạ sẽ có cách nhìn khác về triều đình tiến tới dân tầm toàn tụ. Hoàng thượng nói quá lời. Đà Phòng lệ phép chắp tay nhàn nhạt, nhạt nói Đà Phòng chỉ là người trong sơn giã cũng không có công lao gì về kế hoạch lần này đánh bại ngõ đảm đại quân, hoàng thượng mưu toan đã lâu. Hơn nữa, thái thúc tướng quân mang bình có kinh nghiệm, thành công là việc tất nhiên. Chỉ cần dân tâm hướng về, thiên hạ đại thống cũng không xa rồi. Tiền sinh quá khiêm nhường rồi. Chu Khang Cảnh bất đắc dĩ cười cười, lập tức thở dài nói. thiên hạ đại thống nói dễ hơn làm. Mặc dù làm nhất quốc chi quân cao quý cũng không phải là mọi chuyện đều hài lòng như ý à? Thánh vực cùng với ma môn còn có thiên hạ các ẩn tông. Mỗi một thế lực giống một tòa núi lớn, áp lên đầu ta, áp lên tâm lý người trong thiên hạ. À, kể thực không phải ta muốn nô dịch thiên hạ, mà là ta cần đoàn kết tất cả lực lượng để chống cự tồn tại cao cao tại thượng này. Nhưng có bao nhiêu người có thể hiểu được, từ xưa nhỏ lấy Văn loạn pháp, hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, càng là người có lực lượng cường đại càng không thể quản thúc chỉ có lực lượng càng cường đại mới có thể đem hỗn loạn áp chế ít nhất đà phòng hiểu được hơn nữa một ngày nào đó người trong thiên hạ cũng sẽ hiểu mà đà phòng chậm rãi nói kỳ thật mấy ngàn năm qua dân chúng trong thiên hạ sớm thành thói quen hoàng quyền thống trị chỉ. chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ có cảm giác an toàn có lòng trung thành nếu không có hoàng quyền ước chế nhân tâm sẽ tản mạn sẽ xuất hiện tình trạng lấy lớn bắt nạt nhỏ, lấy ác bắt nạt thiện. Đến lúc đó, mỗi người làm ác, mỗi người sợ ác sẽ chỉ làm thiên hạ đại loạn thôi. Tiền sinh nói thật đúng. Chú Khang Cảnh hơi bóp đầu, đa Phòng tiếp tục nói. Thiên hạ dân chúng chính là như thế này. Ngay cả triều đình có muôn vàn, không phải, nhưng triều đình dù sao cũng là tôn sư chính thống. Có danh phận đại nghĩa cho nên chỉ cần triều đình có thể biểu hiện ra uy tín nhất định, có thể giữ gìn đầy đủ quốc thổ và bình an của dân chúng, liền có thể ổn định tâm dân, bình phục thiên hạ. Đây là đạo lý thiên cổ bất biến. Chiến dịch kế châu chỉ là bắt đầu thôi. Chỉ cần hoàng thượng có thể đánh bại ngõ đảm đại quân, thu hồi cương thổ, người trong thiên hạ sẽ không thể lay động địa vị của hoàng thượng. Thiết huyết không được, mộ dung thị không được, tĩnh quốc quân đồng dạng cũng không. Tốt, tốt, tốt chu khang cảnh trong mắt hiện lên một chút tinh quang hiển nhiên lời này là nói đến tâm can của hắn bất quá nhớ tới một việc khác chu khang cảnh tâm tình kích động lại bình phục tiên sinh việc của lạc gia chắc hẳn tiên sinh cũng đã nghe nói không biết tiên sinh đối với việc này thấy như thế nào lạc gia ngoại trừ lạc dung những người còn lại với ta không có quan hệ đa phong hơi ngẩng đầu mặt co lại ai cũng không nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì chu khang cảnh gật gật đầu nói ý của tiên sinh ta hiểu cũng xin tiên sinh yên tâm việc ta đáp ứng tiên sinh nhất định sẽ làm được ta ơn hoàng thượng thanh âm của đa phong run nhẹ nhẹ rồi sau đó bình tĩnh nói hoàng thượng thái diện thăng long cục đã chuẩn bị không kém nhiều lắm người cần hiện tại đã tìm được chưa nghe nói thế chu khang cảnh sắc mặt hơi mất tự nhiên ánh mắt lộ ra một tia trầm trọng 120 đồng tử huyết mạch thuần dương đều tìm được rồi. Tất cả đều tương xứng với yêu cầu của tiên sinh. Thấy biểu tình của đối phương, Đa Phong thản nhiên nói, Hoàng thượng không nhẫn tâm. Không nhẫn tâm, đương nhiên không nhẫn tâm. Chú Khang Cảnh chua xót cười nói, ta dù sao cũng không phải là ma đầu không có lý trí. Một lần để nhiều hai đồng như vậy đi chết, bảo ta nhẫn tâm thế nào đây? Bỏ được, bỏ được, có mất mới có được. Đây là nhân quả tuần hoàn. Đà Phòng ngữ khí cứng ngắc đói. Hoàng thượng cũng biết, mình đế vận hữu hạn, muốn ngồi vững trên ngôi vị đế vương, nhất định phải dùng phương pháp nghịch thiên phá mệnh này. Tử loan Trần Long Giám kia vốn là đế vương thần thư, nếu đế vận không đủ, cũng không thể tu luyện đến trí cực. Vì lại cục mà xét, Hoàng thượng nhất định không thể có lòng dạ đàn bà. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, Hoàng thượng nếu muốn trở thành một đời đế quân, tất cần có quyết tâm hy sinh hết thảy. Vị vua nhân nghĩa xuất hiện ở thời kỳ hòa bình, trong loạn thế chỉ có thiết huyết đế quân sát phạt quyết đoán. Sát phạt quyết đoán, thiết huyết đế quân. Lời nói như vậy làm cho Chu Khang Cảnh nhiệt huyết dâng trào, do dự trong mắt hắn dần dần tiêu tán, thay vào đó là chính là sự lạnh lùng và kiên định. Bắc xuyên sơn mạch kéo dài nối sơn tây và hà nam liên miên mấy ngàn dặm Sơn mạch này hàng năm bị sơn vụ ba phủ, đường đi gian nan, ít có người muốn qua nơi này. Buổi trưa, trên sơn đạo, một đội xe ngựa chậm rãi đi tới. Từ xa nhìn lại, cờ xí tung bay, chỉ thấy mặt trên in bốn chữ lớn, đại thông thương hội. Sương bồ thật dày à? Giữa thương đội, Thư Lam đẩy ra mảnh, cao mày nhẹ lại. Biểu thúc, sơn vụ phía trước quá lớn, người nhắc mọi người đi cẩn thận, chớ để trượt ngã. Miêu Thúc ở một bên đi theo xe cười nói: "Không việc gì đâu, tiểu thư yên tâm đi, đi lại trên thương trường hơn 20 năm, điểm ấy kinh nghiệm là phải có rồi." Thư Lam mặt lộ vẻ xin lỗi nói: "Lần này không phải đi vội vã, mọi người cũng không cần phải đi qua nơi này." "Tiểu thư đâu thể nói như vậy được?" Miêu Thúc nghiêm mặt nói: "Việc của thương hội chính là việc của mọi người chúng ta, nếu lợi ích của thương hội bị hao tổn, chúng ta còn thể diện gì nữa chứ?" Thư Lam mỉm cười nói: Tóm lại, cảm ơn mọi người. Miêu Thúc hắc hắc cười nói, tiểu thư khách khí rồi, đi qua ngọn núi phía trước này chính là Hoài Khánh Thành. Chiếu theo hành trình như vậy, trước khi trời tối, chúng ta có thể vào thành rồi. Sau đó lại vượt qua hai ngày lộ trình là có thể đến Lạc Dương, tuyệt đối không chậm trễ đại sự. Ê, như vậy là tốt rồi. Thư Lam nhìn những người cộng sự ở xung quanh ôn nhu nói. Miêu Thúc, hiện tại đã là buổi trưa, để mọi người được nghỉ ngơi tại chỗ một chút lương khô đã chuẩn bị cũng phân phát đi được đoàn xe dừng lại mọi người đứng nghỉ ngay tại chỗ thư lam nhìn một chiếc xe vận tải phía sau lo lắng nói miêu thúc người đó vẫn không ăn cơm sao không miêu thúc lắc đầu cười khổ nói cũng đã là ngày thứ ba rồi thức ăn thiên vấn đưa đến mỗi lần cũng chưa có động qua dừng một chút miêu thúc lại nói tiểu thư theo ta quan sát ba ngày thì thấy người này cũng không có đơn giản như chúng ta tưởng tượng đâu chúng ta có phải miêu thúc không cần nói nữa thư làm khoát tay ngắt lời nói bất luận hắn trước kia là ai đã làm những gì hiện giờ hắn cũng chỉ là một người thương tâm mà thôi ta chỉ hy vọng hắn ở thương hội của chúng ta có thể có một khởi đầu mới đành hy vọng thế miêu thúc phải mặt cảm khái nhưng không nói thêm gì nữa lúc này nha hoàn tiểu ánh và thiếu niên thiên vấn đang cầm một cái hộp thức ăn đi tới Tiểu thư, Miêu thúc, đây là điểm tâm tiểu ánh chuẩn bị riêng cho các người. Nhanh lên đếm thử một chút đi. Phải không? Tiểu ánh nhà đầu thực nhu thuận à? Không nghĩ tới trường lão tà trên mặt cũng dính một chút ánh sáng đó. <laughs> miêu thúc thoải mái cười to, không chút khách khí rỗi tài ra. Mà Thư Lam nhận lấy hộp thức ăn cũng đi về phía chiếc xe vận tải phía sau. Vì đại ca này, Huỳnh đã ba ngày không ăn cơm, hay là ăn một chút gì đi? Thư Lam mở hộp thức ăn, mỗi điểm tâm tức khắc tràn ngập không gian. Ngồi ở trong góc, nam tử yên lặng đợi, hai mắt không có nửa điểm thần quang, phảng phất trống rỗng và tịch mịch. Thư Lam thấy thế cũng không nổi giận, tiếp tục nói. Vì đại ca này, Thư Lam thổi nhỏ cha bận kinh doanh cũng đã gặp một số chuyện. Tuy rằng thế gian có rất nhiều cực khổ và bất đắc dĩ, nhưng Thư Lam tin tưởng rằng chỉ cần dũng cảm kiên trì, chân thành, tất có thể vượt qua khó khăn. Thức ăn ta đây ở trong này, đại ca nếu nghĩ thông suốt thì mình dùng đi một tiếng thở dài thư lam xoay người rời đi thấy thư lam trở lại miêu thúc không khỏi hỏi tiểu thư người đó vẫn không ăn sao thư lam lắc đầu đang muốn nói chuyện phía trước sân khẩu đột nhiên chuyển đến một tiếng vang mọi người nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy một cây cự mọc từ trên trời rơi xuống chặn đường đi của đoàn xe có tình huống gì mọi người chú ý xảy ra chuyện gì cẩn thận Cự mộc từ trên trời giáng xuống khiến bầy ngựa hoảng sợ. Trong đội ngũ xuất hiện một trận náo loạn ngắn ngủi. Biểu thúc thấy thế, sắc mặt khẽ biến, vội vàng cầm lấy roi ngựa nói. Khả năng có tặc nhân. Thiên vấn, người bảo hộ tiểu thư, ta đi đằng trước xem. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh đã nhảy đến phía trước. Tiểu thư, tiểu ánh, các người nhanh đến bên trong xe, nơi này ra cho ta. Thiên vấn từ bên hông lấy ra một thanh thủy thủ, đứng chắn trước mặt thư lam cùng với tiểu ánh, trên mặt lộ ra vẻ thận trọng, có chút không hợp với tuổi của hắn đối với lời nói của thiếu niên thư lam phảng phất không nghe thấy chỉ là thản nhiên nói tất cả mọi người đều ở chỗ này ta tại sao phải trốn tiểu thư tiểu ánh vẻ mặt khẩn trương nhìn thư lam chứng kiến vẻ mặt đối phương vô cùng chấn định nhất thời an tâm không ít thư lam thổi nhỏ đi theo phụ thân vào nam Gia bắc trải qua nhiều thăng trầm gặp chuyện tỉnh táo đây là điều kiện tiên quyết hình thành một thương nhân thành công Huống chi lần này đích thân mình dẫn đầu đội ngũ như thế nào có thể lùi bước. Vội vội vài thiền vấn, thư làm đi đến. Miêu thúc, lương hộ, đằng trước là tình huống gì? Thấy thư làm đi đến, miêu thúc tức giận nói. Tiểu thư, người thế nào lại đến đây? Nhanh trở về đi, nếu như gặp phải nguy hiểm. Thà như thế nào có thể hướng lão già đưa ra một cái công đạo? Một đại hán trung niên bên cạnh cũng phụ họa nói. Đúng vậy tiểu thư, đạo kiếm không có mắt, mời tiểu thư đi trước tạm lánh, nơi này có lương mỗ cùng với miêu huynh ở đây tạc nhân há lại dám làm càn thư lam điểm tĩnh cười chỉ là một chút tiểu tặc lại có lương hộ cùng với miêu thúc là cao thủ bảo hộ như vậy thư lam lưu lại còn có thể có nguy hiểm gì này lương hộ nao nao lập tức cười khổ nói hey, tiểu thư thật can đảm lương mỗ bội phục miêu thúc đành chịu cuối cùng chừng mắt liếc thiên vân nói tiểu tử thú này bảo hộ tiểu thư nếu tiểu thư mất đi một cọng tóc lão phù lột một tầng da của ngươi vâng vâng đúng vậy đúng vậy thấy Mèo thúc nói hung ác thiên vấn không ngừng gật đầu lương hộ thấy tình hình như thế cũng không nhiều lời nữa rồi sau đó xoay người hướng tới phía trước hô đại thông thương hội đi ngang qua quý địa xin hỏi đây là lộ anh hùng nào thanh âm vang dội khắp vùng núi chỉ chốc lát trôi qua một thanh âm vang dội khác chuyển đến <laughs> hóa ra là đại thông thương hội nghe nói đại thông thương hội buôn bán phát đạt lại thích kết giao bằng hữu khắp nơi nếu đã đi ngang qua thất hổ trại chúng ta, cũng nên đánh tiếng với huynh đệ chúng ta một câu chứ. Hóa ra là anh hùng thất hổ trại, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lương hộ đi lại trong giang hồ đã lâu, tự nhiên rõ ràng ý tứ của đối phương. Mặc dù hắn căn bản không có nghe nói cái gì là thất hổ trại hay là bát hổ trại, nhưng mặt mũi là phải cấp cho đối phương, vì thế hắn chặt tay nói. Lần này thương hộ chúng ta vội vã chạy đi, nhưng thật ra quyền thông báo trước cho chư vị anh hùng một tiếng, thật sự băn khoăn ái náy dừng một chút hắn lại tiếp tục nói đại thông thương hội luôn luôn yêu thích kết giao anh hùng khắp nơi hôm nay đi ngang qua nơi đây muốn đưa lên một phần lễ mọn mong rằng chưa vì anh hùng không nên khách khí một chuỗi thanh âm hữu lực vang lên xem ra đối phương như là anh hùng hào hán bình thường nói hay nói hay lắm <laughs> trong tiếng cười lớn một đoàn người tay cầm binh khí từ sân khẩu hiện ra, đưa mắt nhìn lại, ít nhất cũng có ba bốn trăm người. Cầm đầu chính là một gã trung niên nam tử cao gầy, mặt thật nhỏ, mắt nhỏ, xương gò má trũng lõm, quả thực chính là một bộ dáng của sơn tặc. Người này họ Tào, tại thất hồ trại đứng hàng thứ ba, danh xưng là Tào Tam. Hắn vốn là một gã võ sư, lại không chịu nổi bần hàn, liền cùng mấy vị huynh đệ quen biết ước hẹn lên núi chặn đường cướp của Nhắc tới thời buổi loạn thế, cường đạo thủ phỉ chẳng có lạ lùng gì. Bởi vậy thất hồ trại năm người dựa vào thân thủ của mình cùng với sự tàn nhẫn đã thành danh trên giang hồ. Tại nơi núi non Bắc Xuyên chiếm được 18 trại, tên gọi Bắc Sơn Thất Hồ. Chẳng qua những năm gần đây, hắc bạch lưỡng đạo thu liễm thế lực, giang hồ ít có hỗn loạn xuất hiện, tạc phỉ khó có thể độc lập hoạt động, cho nên Bắc Sơn Thất Hồ này thật không được như ý, chỉ có thể dựa vào một chút điểm hiếu kính của các thương đội đi qua ngọn núi để sống qua ngày. Xin hỏi cao tính lại danh của trại chủ. Lương hộ cử chỉ khách khí, đối phương cũng lễ đạo. Nói đúng lắm, ta là lão tam của thất hột trại, các huynh đệ đều gọi ta là Tào Tam. Hóa ra là Tào Tam gia, người đâu, đem đổ lên. Lương hộ vẫy vẫy tay nói, nơi này là một ngàn lượng bạc, tờ lụa gấm vóc hai mươi thất, còn có chút trà thượng phẩm, chút lệ mọn, mong rằng Tào Tam gia cùng chư vị huynh đệ vui lòng nhận cho. Lập tức phía sau bốn gã thuộc hạ khiêng hai cái dương bằng gỗ lim lên. Tào Tam nhìn hai cái dương một chút, khuôn mặt cười cười vừa thu lại, vẻ mặt lãnh đạm nói. Lễ mọn này thật đúng là đạm bạc thật. Đại thông tương hội tốt xấu gì cũng là phú gia nhất phương. Chỉ từng ấy vật liền muốn xua đổi huynh đệ chúng ta. Người cho rằng chúng ta là ăn mày sao? Đối với người bình thường mà nói, một ngàn lượng bạc xem là một khoản tiền tài không nhỏ. Nhưng thất hổ trại có 5-600 huynh đệ, trừ khi bài chạy chủ đích thân chia lợi nhuận nếu phân chia tới từng người đích thật là không đủ tính toán như vậy một ngàn lượng bạc quả thật là không đủ à thấy tào tam không hài lòng với hai cái dương lương hộ sắc mặt trầm xuống thầm mắng đối phương quá tham lam không biết tốt xấu hôm nay loạn thế như vậy có thể có cơm ăn đã là tốt lắm rồi mà hai dương vật cũng đủ để năm sáu trăm người ăn trong mấy tháng đối phương nếu còn muốn làm khó dễ chính là muốn gây sự lương hộ đang định mở miệng Thư Lam đi lên trước nói Tào Tam Gia thật là không đúng Hôm nay thế đạo bất hảo Và Nam Gia Bắc cũng không có dễ dàng Còn mời Tàu Tam Gia Cùng với chư vị huynh đề Giờ cào đánh khẽ cho chúng ta qua Tiểu mội ở đây cảm kích vô cùng Nói xong Thư Lam từ ấn tay áo lấy ra Ba tấm ngân phiếu Nơi này là ba tấm ngân phiếu Mỗi tấm là một nghìn lượng Tùy thời đều có thể tại các thành Tiến hành đổi bạc Wow, đúng là đại mỹ nhân mà, thật xinh đẹp. So với nữ nhân lần trước đại trại chủ cấp về còn muốn xinh đẹp hơn gấp trăm lần á. Ha <laughs> Đến lúc đó nói không chừng ta cũng có phần à, không sai không sai. Nếu có thể ôm mỹ nhân như vậy mà ngủ, có chết cũng đáng à. Thiếu nữ vừa xuất hiện, không nghi ngờ khiến quần sơn tặc nổi máu dâm tà. Thư Lam vốn là một thiếu nữ bộ dáng động lòng người, lại nghe thanh âm của nàng ôn nhu, nhất thời ánh mắt đám người tào tam như phát sáng giống như là một bầy sói hoang bị bỏ đói nhiều ngày phát hiện ra con mồi của mình vậy cảm thụ được từng đạo ánh mắt tham lam thư lam khẽ cau mày trong lòng có chút tức giận nhưng mà vì suy nghĩ cho đại cục nàng vẫn không có biểu hiện gì khác thường <laughs> tự biết thất thố tào tam vội vàng thu liễm bộ dáng si ngốc chỉ là ánh mắt dâm tà vẫn còn đang đặt trên người thư lam nói về tiểu thư này khí độ bất phản không biết nên xưng hồ như thế nào lương hộ tiếp lời Tào Tam Gia, tiểu thư của chúng ta chính là thiếu đồng gia của Đại Thông Thương Hội. Tiểu mội Thư Lam mong Tào Tam Gia chiếu cố nhiều hơn. Mặc dù lòng phản cảm nhưng mà Thư Lam vẫn cười đối với đối phương mà thi lễ. Chiếu cố, chiếu cố, tự nhiên là chiếu cố nhiều hơn. <laughs> tào Tam một đôi tặc nhã nhìn trộm, cười tủm tỉm nói. Vốn dựa theo quy củ cũ, đi ngang qua núi này của ta, ít nói cũng phải giao nộp 10 vạn, 8 vạn lượng bạc đem hàng hóa lưu lại một nửa mới có thể cho phép đi qua. Nhưng mà nếu là hàng hóa của Thư Lam Tiểu Thư, vậy tại Hạ cũng cấp cho nàng một chút mặt mũi, tùy tiện ý tứ một chút là được, mọi người đều là bằng hữu cả mà. Thư Lam nghe đám người nói vậy trong lòng vui vẻ, lại nghe Tào Tam nói tiếp. Đương nhiên, đã là bằng hữu đi ngang qua thất hồ trại chúng ta. Chúng ta như thế nào có thể không hào hảo chiêu đãi một chút, còn mời Thư Lam Tiểu Thư cùng với chư vị bằng hữu tới thất hồ trại tụ họp. Thật huynh đệ chúng ta vừa lúc cùng chưa vị tẩy trần. Nghe đến đó mọi người sắc mặt đại biến. Đến cả Thư Lam vẻ mặt cũng lạnh đi vài phần. Tào Tam này không phải hoàn toàn muốn nhường đường. Vậy mà muốn tất cả thương đội đều đi vào trong thật sự là sự vô sỉ tột cùng. Nếu đi vào sân trại phỉ tạc sinh tử còn có thể nắm trong tay mình sao? Thư Lam cố nén tức giận thản nhiên nói. Tào Tam gia tiểu mội lần này là muốn đi tham gia thương hội tại Lạc Dương. Thời gian có hạn không thể dừng lại lâu, ý tốt của Tào Tam gia thư làm xin ghi nhận, mong rằng Tào Tam gia thứ lỗi. <laughs> Tào Tam mặt tối sầm cả giận nói, thư làm tiểu thư cự tuyệt như thế, chẳng lẽ là xem thường thất hổ trại chúng ta không đáng để kết giao sao? Không đợi thư Lam mở miệng, Lương hộ trầm giọng nói, Tào Tam gia sao lại nói như vậy? Thương nhân nói đến chính là Hỏa khí sinh tài, tự nhiên là phải giao tiếp rộng tứ phương. Hành nghĩa tứ phương chỉ là chúng ta lần này đến Lạc Dương có chuyện quan trọng, còn mời Tào Tam gia cấp thuận tiện. Chúng ta ngày sau nhất định đến để tiếp kiến. Lương hộ đã làm cho tư thế kho mình rất thấp, không tới vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ sẽ làm to chuyện. Dù sao đối phương đều là hạng liều mạng vì tiền, gặp phải tình hình như vậy tự nhiên có thể tránh được thì tránh, nhân nhượng một chút cũng không có sao. Mất chút tiền tài là việc nhỏ, bình an mới là quan trọng nhất. Chỉ là đối phương một mặt hùng hổ dọa người, có chút làm người ta không thể chịu được. Tào Tam vẫy vẫy tay, thái độ cứng rắn nói. Không cần sau này, ta xem hôm nay cũng không sai. Không bằng hiện tại tới nơi chúng ta tọa trại. Chờ đến đêm nay lại khởi hành cũng không trễ. Các quỳnh đệ, đi hỗ trợ áp tài hàng hóa nào. Vâng. Một đám sân tạc không khách khí ngây ngang hướng tới thường đội đi đến. Trong tay binh khí sang loáng, làm cho bọn hắn tăng vài phần uy thế. Ai dám động thủ, hét lớn một tiếng miêu thúc quất roi ngựa trong tay trên mặt đất lộ ra một vết ngấn thật sâu cùng lúc đó thì lương hộ rút đao bên hông hướng địch nhân phát ra hàn quang lấp lánh ngay sau đó mọi người trong thương đội cầm đao bồng bài trận sẵn sàng đón địch nhìn thấy như vậy tâm tình của tào tam cũng không khá hơn bao nhiêu mặc dù nói thương đội chỉ có hơn trăm người mà tự mình dẫn theo ba bốn trăm đích đệ huynh nhưng nếu thật sự động thủ tuyệt đối là tử thương thảm trọng Kỳ thật, chỉ cần Tào Tam thu tay từ lúc trước là có hơn 4.000 lượng bạc, như vậy đã là thu hoạch không nhỏ. Nhưng vì sự tham lam của cá nhân cũng là tham đến sắc đẹp của Thư Lam, hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Hờ, <laughs> các người rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt ha. Tào Tam lãnh đạo chợt cười, phất phất tay, chỉ thấy trên núi cao mười mấy tên cung thủ tiến lên, mũi tên hướng về phía thương đội. Có mai phục. Lương hộ thần sắc đại biến, Miêu Thúc một bước xông lên phía trước muốn tiên phát chế nhân bắt Tào Tam. Đáng tiếc là đối phương quả thực là giả hoạt, vậy mà thối lui đến giữa đoàn người. Nữ lưu lại cho lão tử, nam toàn bộ giết chết. Sát, sát, sát. Tào Tam gầm lên giận dữ, cầm thanh thủy thủ điên cuồng chém xuống. Trên núi mưa tên theo lệnh bắn xuống như mưa. Giết, giết. Sơn tặc dị thường hung hãn, cả một đám như lang như hổ nhào vào bên trong thương đội, gặp người là chém, không chút lưu tình nào. Phía thương đội, mọi người liều mạng chống cự, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Thư Lam và Tiểu Ánh được thiên vấn che chở ở sau lưng. Đám sơn tặc không tiếp cận được, tạm thời không có gì nguy hiểm. Ngược lại, Miêu Thúc và Lương Hộ bị sơn tặc vây quanh. Mặc dù quyền cước điêu luyện, lại bị kiềm chế nên không thể thoát thân. Mà Tào Tam tay cầm chùy đứng ở bên ngoài không ngừng di chuyển, hai mắt lộ ra nhẹ nhẹ âm lãnh cùng với ác độc. Nhìn bộ dáng hắn là chuẩn bị tùy thời xuất thủ đột kích Thấy trường diện như thế, trong lòng Thư Lam rất là trầm trọng, nhất là thân thủ của Miêu thức và Lương Hộ nàng biết rất rõ. Tùy tiện đặt ở bất cứ nơi nào trên giang hồ đều là nhất lưu cao thủ. Bất quá, song quyền khó địch tứ thủ, mãnh hồ khó địch quần lang. Giờ lại rơi vào thế xuống dốc, thương đội mọi người tất nhiên là lâm vào tình cảnh nguy nan. Thiền vấn, người nhanh đi hỗ trợ, cầm tặc tiên cầm vương, chỉ cần bắt được tào tam chúng ta có thể thoát nguy. Thư Lam coi như tỉnh táo, vội vàng thấp giọng nói với thiên vấn vài câu nhưng người sau nét mặt lộ vẻ do dự nói ta đi rồi mấy người lam tỷ làm sao bây giờ chúng ta có khả năng tự bảo vệ mình ngươi nhanh lên một chút đi đến giờ phút này thư lam đã không màng đến an nguy của bản thân nói xong nàng lui về trong xe của mình lấy ra bảo kiếm đường hoàng mà đứng ánh mắt tăng thêm vài phần khí thế sắc bén nhìn chằm chằm hai gã nhất lưu cao thủ trong sân tào tam cười lạnh không thôi thầm nhủ bản thân anh minh Mặc dù công phu của hắn không hề thua hai người, nhưng hắn từ trước tới nay giàu hoạt cẩn thận, thế nào có thể để thân mình lao vào nguy hiểm. Hắn tin tưởng đối phương bị nhiều huynh đệ vây quanh như vậy, dần dần sẽ mệt mỏi. Đến lúc đó tự mình phát ra một kích trí mạng chẳng phải là rất tốt sao. Trong lòng cảm thấy đắc ý, bên tai Tào Tam chợt nghe tiếng gió, nguy hiểm kích thích thần kinh. Suy, suy, suy. Dám đột kích lão tử. Lão tử chính là tổ tông của ngươi đậm. Ba đạo hàn mang kéo tới, Tào Tam giận mà cười lạnh con chuột già khéo léo tránh đi còn chưa đợi tào tam phản ứng thân ảnh của thiên vấn lập tức xuất hiện lao thẳng đến đối phương suy 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 lại là ba đạo ám khí đánh ra tiếp theo thân hình của thiên vấn đột nhiên cò rụt lại tốc độ tăng thêm một bậc thiên vấn nắm chủy thủ cùng với ám khí lần lượt thay đổi mạ lên một loạt động tác làm tào tam trở tay không kịp số tiểu tử chết tiệt trong lòng tào tam đầy một bụng tức giận nhanh chóng phát hỏa đối phương rõ ràng là chỉ một mao đầu tiểu tử hỉ mũi chưa sạch từng chiêu kiếm phát huy đến cực hạn bỏ qua phòng thủ đánh cho bản thân không có chỗ đặt chân chỉ bất quá tào tam dù sao cũng là nhân vật kinh nghiệm phong phú với lại nội lực thâm hậu đánh lâu về sau thiên vấn dần dần mất sức tiểu tử thối xem người dám khoa trường trước mặt lão tử đi tìm chết đi tào tam rốt cục vãn hồi cục diện vũ khí trong tay bảo vệ lồng ngực chân trái dùng sức đá ra một cước trùng trùng nện vào cánh tay của thiên vấn bồng bị trúng một cước thiên vấn bổ nhào ra đất miệng phun máu tươi sơn tạc thấy thế ồ ạt xông lên bao vây xung quanh hắn thiên vấn miêu thúc nhìn thấy thiên vấn bị thương trong lòng khẩn trương hết lần này tới lần khác hắn lại không thể tiến lại chỉ có thể chậm chậm hướng tới chỗ của thiên vấn một phen chém giết sơn tạc cùng với thương đội tử vong gần trăm mạng môi máu tươi nồng đậm trải ngập cả đỉnh núi ha <laughs> nhãi rành tào tam hung hăng nhổ một ngụm nước bọt ánh mắt bỗng chuyển nhìn phía thư làm múa kiếm trong nhu có cương liên minh bất tuyệt thật là một hảo kiếm thủ cô nương người thật là không biết xấu hổ nếu người không cầu xin tha thứ lúc này đợi đến đêm nay xem lão tử thu thập người như thế nào nhìn lướt qua mấy người hướng trong thương đội còn không tự bảo vệ được cho mình tào tam bay thẳng đến hướng thư lam trong mắt hiện lên một ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn mạnh được yếu thua đây chính là loạn thế chân chính nhìn thấy từng người một ngã xuống thư lam không thể vãn hồi đại cục trong lòng chỉ có một trận thương cảm nồng đậm. Tiểu Ánh đã sợ đến tái mặt, toàn thân run run. Cô không dám tưởng tượng nếu mình và Tiểu Thư rơi vào tay một đám sơn tặc cùng hung cực ác như thế, sẽ có kết cục bi thảm như thế nào. Cô nương, lão tử xem các người chạy trốn nơi đâu. <laughs> nương theo một tiếng cười lạnh, tào tam giống như một con sói đói lao đến. Tiểu Ánh kinh hãi thất sắc, thử làm đồng dạng, mặt lộ vẻ lo lắng, trong đầu suy nghĩ cực nhanh. Làm sao bây giờ? hiện tại nên như thế nào bây giờ? Trong lúc cấp bách, thư làm thủ ngang trước ngực, được ăn cả mất ngã về không. Phần quang lược ảnh thật. Kiếm quang như thòi đưa, phân thành bảy đường, mỗi một đạo kiếm quang xẹt qua các phương hướng không giống nhau, cuối cùng tụ lại một chỗ. Thủ nhỏ đã học kiếm, chiêu này chính là tuyệt chiêu cuối cùng của Thư Lam. Một kiếm xuất thủ phảng phất như là lấy đi khí lực toàn thân, nàng ngã vào người tiểu ánh. Cái gì? Thiếu nữ đột nhiên bộc phát, làm tân hình của Tào Tam bị kiểm hãm, chính là khe hở trong nháy mắt này bài đạo kiếm quang nghiêm nghị mà tới hàn ý xâm xâm bật quá Tào Tam cũng không phải là kẻ mới vào đời sắc mặt đại biến nhưng tay chân lại không hề luống cuống mỗi lần đều có thể hiểm hiểm tránh đòn kiếm quang cũng chỉ để lại trên người hắn vài vết thương vẻ chật vật không chịu nổi thiệt nhân giỏi lắm dám để lại trên người lão tử ấn ký giỏi hệ giỏi xem lão tử đùa với người như thế nào Tào Tam vẻ mặt giữ tợn nói Cả huynh đệ, bắt còn tiện nhân này về cho lão tử Để lão tử chơi đùa xong sẽ thưởng cho các người Dạ, <laughs> Cảm ơn Tam trại chủ ân nước cả Tam trại chủ, cô nương này đã đạt thương không ít huynh đệ của chúng ta Không sai, Tam trại chủ, ngay lúc này lên kiểm chế Cẩn thận cả cô ta tự tử, <laughs> Cẩn mẹ ngươi Bọn dân tộc đem hai người thư lam bao quanh Trong miệng ô ngôn uế ngữ không ngừng Xúc xanh, cái lũ xúc xanh này Tiểu ánh tức giận gần chết nhặt lên một hòn đá dưới chân hướng sơn tạc dùng sức mà ném một bên khác miêu thúc lương hộ phẫn nộ vạn phần ngay lúc bọn họ chuẩn bị liều mạng giữa sân đột nhiên biến hóa a à, a à, không một tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên làm cho người ta nghe được mà cảm thấy tâm thần run rẩy không ít sơn tạc nghe tiếng ngừng tay nhìn lại chỉ thấy một đạo lãnh quang hiện lên hơn 10 tên sơn tạc vây quanh hai người trực tiếp ngã xuống từ trạng dị thường khủng bố chuyện gì xảy ra đó là vật gì bọn sơn tạc vẻ mặt hoảng sợ vẻ mặt tào ta mặt âm trầm như sắp nhỏ ra nước phía thương đội đám người miêu thúc vẻ mặt mừng như điên tinh thần bừng tỉnh phản công đánh về phía sơn tạc tiểu thư tiểu thư là thần tiên nhất định là thần tiên tới cứu chúng ta tiểu ánh mừng đến phát khóc ôm thư làm khóc lớn một trận nhất định là thiện tâm của tiểu thư cảm động ông trời ông trời vái người tới cứu chúng ta trên đời này thật sự có thần tiên sao nỗi khổ của thế gian ông trời thật sự có thể nghe thấy sao thử làm trợn mắt há hốc mồm nhìn về sự việc phát sinh trước mặt tâm lý không khỏi thở phào nhẹ nhõm bất kể nói thế nào có thể vãn hồi cục diện là tốt rồi kẻ nào giả thần giả quỷ đi ra đây cho lão tử nhìn từng huynh đệ chết đi nội tâm phẫn nộ của tào tam tràn đầy kinh hãi thậm chí là khiếp sợ bất kính thương sinh kính quỷ thần tào tam chính là tâm lý có quỷ tội nghiệt đầy mình biết bản thân không có gì tốt đẹp đáng bị giáng xuống 18 tầng địa ngục chỉ là có ai mà nguyện ý chết không minh bạch chứ? Trong hoàn cảnh không may, khơi dậy bản tính tàn nhẫn của Tào Tam. Hắn mắt trận trừng, tay phải cầm chùy hướng tới Thư Lam. tiện nhân, người chết trước đi. Đang nói đột nhiên ngừng lại, lại là đạo lãnh quang hướng về phía Tào Tam đánh tới. Cái gì? À... Hết thả một tiếng, cánh tay phải của Tào Tam đứt đoạn, hai mắt vốn chỉ hé ra một chút xíu, giờ mở to như sắp rời ra. Tam chạy chủ! Bọn sơn tặc hoảng sợ, Tào Tam thống khổ rít gào, lên, hết thải lên, lên hết chỗ lão tử. Đối với uy quyền của trại chủ, bọn sơn tặc không dám trái lời, chỉ là mỗi một tên tiến lên rồi lại ngã xuống. Không ai biết được đạo lãnh quang từ nơi nào tới, cũng không ai thấy rõ ràng đạo lãnh quang đó là thứ gì. Nó giống như là một đạo bùa chú đòi mạng phát tán khí tức tử vong. Giết chóc cùng tiếng kêu thảm thiết đã làm cho người ta chết lặng. Vừa rồi còn là sơn tạc kêu căng hống hách, Giờ đây như là con mèo cụp đuôi. Rốt cục cũng có người bắt đầu cảm thấy suy sụp, hắn sợ hãi kêu lên, không để ý hết thầy mà phất tay bỏ chạy, thật sự là hận bản thân không có đôi chân dài hơn để mà chạy đi. Có người thứ nhất sẽ có người thứ hai, thứ ba. Sân tặc chạy trốn càng ngày càng nhiều, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít. Đợi cho thanh âm tiêu tán, trên đỉnh núi trở nên vắng ngắt, chỉ có thi thể trên mặt đất cùng với mùi máu tanh nồng đậm trong không khí. Mới mới rồi là cái gì? Yên lặng hồi lâu, trong thương đội vang lên một thanh âm khô khốc. Tất cả những gì phát sinh thật sự quá quỷ dị, quá khủng bố. Đạo lãnh quang không biết là vật gì, giết người như uống nước, giết người lại biến mất trong nháy mắt, quả thực không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Lấy lại tinh thần, miêu thúc và lương hộ nhìn nhau, trong mắt có vẻ không nắm chắc. Hẳn là có cao nhân đang âm thầm tương trợ, không biết là vị ân công nào xuất thủ cứu giúp. Đại thông thương hội cảm kích vô cùng. Miêu thúc cao giọng bái tạ, đổi lại chỉ thấy không một tiếng động vang lên. Miêu thúc đang định tiếp tục, thư lam liền ngăn lại, thành ẩm suy yếu nói. Miêu thúc bỏ đi, ân nhân đã không muốn hiện thân, ắt có lý do của mình. Chúng ta cũng không gây khó dễ làm gì, trước tiên là đem nơi này rửa sạch đi đã. Tiểu thư nói phải. Miêu thúc gật đầu, tiếp theo bảo mọi người kiểm tra số thương vong. Chỉ chốc lát trôi qua, lương hộ đi tới bên người thư lam nói. Tiểu thư, Lần này sơn tặc đã chết hơn 300 người, chỉ tiếc lúc ấy chúng ta không chú ý, để cho cầu tặc Tảo Tam trốn thoát mất, đã chết hơn 300 người. Mọi người nghe vậy không khỏi hít một ngụm khí lạnh, trong số này hẳn là có 200 người bị đạo lãnh quang vừa rồi giết chết. Đáng sợ nhất là tên cầm đầu đã trốn thoát, sau này sẽ còn không ít phiền phức. Lương Hộ tiếp tục nói, đội ngũ chúng ta đã chết hơn 30 người, bị thương nhẹ hơn 90 người, trọng thương hơn 40 người, còn có vài người bị tàn phế. Nghe thấy các con số, Thư Lam thần sắc ngán ngầm. Mọi người trong lòng chỉ cảm thấy có loại bi thương. Bất quá ai cũng không nói thêm gì. Bọn họ biết được đây là loạn thế, không có đạo lý. Muốn sống nhất định phải dựa vào chính mình. Khẽ thở dài một cái, Thư Lam nói. biểu thúc, người đem tên của những người đã chết ghi nhớ. Sau này trở về hãy trấn an tốt gia đình của họ. Tuyệt đối không thể có nửa điểm xử tệ. Còn có mấy người bị tàn phế. Đợi sau này trở về, sẽ vì bọn họ mà ăn bài công việc cho tốt. Chỉ cần ở đại thông thương hội chúng ta một ngày, liền để bọn họ cả đời không lo. Về phần những người bị thương, án theo quy cổ, ăn bài tốt nhất có thể cho bọn họ đi. Nói xong những lời này, trong lòng Thư Lam nổ lên một trận uể oải. Dưới sự nâng đỡ của Tiểu Anh, cả hai lại trở lại trong xe. Tiểu Thư yên tâm, ta nhất định làm tốt việc này. Miêu thúc hai mắt đỏ bừng, mọi người cũng vô cùng cảm động. Thất hổ trại nằm trong một hang núi tại vùng núi non Bắc Xuyên, diện tích vừa phải, chiếm hơn trăm mẫu. Chỉ là nơi này địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Dựa vào địa hình ưu thế, thế lực phụ cận cũng không dám tùy ý xâm phạm. Lúc này, bên trong thất hồ trại, mọi người tề tụ, không khí tràng diện náo nhiệt phi phàm. Đối với sân thạc mà nói, vào nhà cướp của giết người, luận võ đấu tàn nhẫn, đánh bạc, uống rượu ăn thịt, đây là giai điệu cuộc sống của bọn chúng. Bên trong mảnh hổ đường, mọi người cũng đang uống rượu ăn thịt, ăn uống không ngừng. Một gã trung niên nam tử mày rậm mắt to, thân hình vạm vỡ ngồi trên ghế da hổ, ngực ôm mỹ nhân, cười lớn không ngừng. Ánh mắt sát khí nghiêm nghị. Người này chính là lão đại Bắc Sơn Thất Hổ, tên gọi là Cam Lão Đại. Thân là đại đương gia Thất Hổ Trại, một thân công phu của Cam Lão Đại này tự nhiên là hơn các huynh đệ khác rất nhiều. Mới tại trước không lâu, hắn đã chính thức đạp nhập tiên thiên tri cảnh, tại trên giang hồ cũng là một cao thủ một phương. Chỉ cần sau này không có gì bất ngờ xảy ra, nói không chừng có thể trở thành đại nhân vật xưng bá một phương. Tại phía dưới càm lão đại, ngồi bên phải chính là mấy vị đương gia khác của Sơn Trại. Đại đầu Trang Nhị, âm câu tị bồi tứ, ma tử kiểm ma ngũ, quang đầu hồng lục, hắc diện diêm thất. Mà ngồi bên tay phải đại đường là mấy vị khách quý từ Liên Vân Trại tới, Nhắc tới Liên Vân Trại, đây là thế lực mạnh nhất vùng núi non của Bắc Xuyên này. Lão trại chủ phiền thiên giang hôm nay đã hơn 70 tuổi, là cao thủ cảnh giới tiên thiên đại thành. Một tay đại phủ có thể nói là phiên giang đảo hải, ít người có thể địch nổi. Thiếu trại chủ phiền huấn đình, đồng dạng cũng là một nhân vật ghê gớm. Phía dưới còn có tứ đại đương gia, liên vân thập tam ưng, mỗi người đều là nhất lưu cao thủ. Càng đừng nói đến gần vạn huynh đệ trong trại. Thế lực cường đại như vậy nếu là muốn nhất thống vùng núi non Bắc Xuyên, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nhưng không biết xuất hiện nguyên nhân gì, Liên Vân Trại khống chế thế lực ở vùng núi non phía Tây. Nhiều năm qua chưa bao giờ vượt qua nửa bước, cũng không chủ động xâm chiếm các ngọn núi khác, khiến cho sơn trại khắp nơi vẫn duy trì một loại quan hệ vi diệu. Dần lâu ngày các sơn trại khác dần dần bắt chước thói quen của Liên Vân Trại mà làm. Cảm lão đại nhìn hai người đại diện Liên Vân Trại đến đây, khuôn mặt tươi cười tiếp đón trong lòng lại đang nghĩ vô số việc. Hai người trước mắt này hắn nhận biết được một chính là Liên Vân Trại Tứ Đương Gia Điền Mậu. Năm nay 52 tuổi đã bước vào cảnh giới tiên thiên, nổi danh đã lâu. Ở một bên là Liên Vân Trại chính nhân vật Phong Vân tên là Chu Tiến, 42 tuổi, bộ dáng điềm đạm. Đáng tiếc lúc nào cũng hiện trên khuôn mặt vẻ bi thương, cũng không biết là trên tay công phu như thế nào. Nghe nói Chu Tiến này túc trí đa mưu, kỳ kế đầy dẫy từng là sơn tặc tại địa phương khác, nhưng mà hang ổ lại bị người ta hủy diệt hai huynh đệ cùng bỏ mạng đành chịu tới đầu quân vào liên vân trại làm quân sư rượu quá ba tuần cảm lão đại vẫy lùi nữ tử bên người chuyển hướng điền mậu nói lần này điền tứ gia cùng với chu huynh đệ đến thất thổ trại chúng ta không biết là lão trại chủ có cái gì sai khiến điền mậu vỗ vỗ vào thân hình béo phì của mình cười giải nói cảm lão đại cách khí rồi sai khiến thì thật ra là không dám chỉ là lão gia tử nhờ điền mẫu đem đến một cái thư tín. Ồ, là thư tín gì vậy? Cảm lão đại không khỏi có chút tò mò. Phải biết rằng lấy địa vị phiền thiên giang tại vùng núi non Bắc Xuyên này chính là đệ nhất nhân. Có thư tín gì cần phái tiểu nhân đi chuyển một tiếng là được. Cần gì đến một đương gia phải tự thân xuất mã. Chỉ nghe điền mẫu chậm rãi nói. Nói vậy, tâm lý cảm lão cũng đã rõ ràng. Hiện tại thế đạo không tốt. Vùng Bắc Xuyên hôm nay nhân số tăng lên nhiều, muốn có cuộc sống an nhàn như trước kia, sợ là không phải chuyện dễ dàng gì. Lần này thiên địa minh mở đại hội võ lâm, lão gia tử chuẩn bị trình hợp một chút thế lực vùng núi non Bắc Duyên, sau đó sẽ tham gia đại hội. Trình hợp lực lưỡng, cam lão đại đồng tử co rụt lại mặt không biến sắc hỏi. Không biết lão trại chủ muốn trình hợp như thế nào? Kỳ thật, đừng xem cam lão đại bề ngoài thô lỗ, nhưng nội tâm rất nhạy bén. Nếu không thì làm sao có thể dẫn dắt thất hổ trại nhiều năm không suy. Những năm gần đây, Lê Vân Trại vẫn không có động đến các sơn trại khác. Hiện tại nói muốn chỉnh hợp, trong việc này tất nhiên là có chuyện. Điền Mậu nhìn ra tâm lý suy nghĩ của đối phương tươi cười nói, cảm đáo đài suy nghĩ nhiều rồi. Lão gia tử không có dự định khiêu khích, chỉ là muốn đem mọi người gom lại. Tại võ lâm đại hội có thể chiếu cố lẫn nhau, không bị thế lực khác áp chế. Chiếu cố... Điền khẩu... Cảm lão đại trong lòng một trận cười lạnh, thẩm nghĩ, nói thật dễ nghe vậy đến cùng là ai là lão đại lão tử hiện tại tốt xấu gì cũng là tiên thiên cao thủ dưới tay đều là huynh đệ ở nơi này làm trại chủ chẳng phải là tiêu diêu tự tại sao dựa vào cái gì mà lại phải làm thủ hạ của lão gia hỏa kia cảm lão đại lầm bầm trong miệng mấy vị đương gia khác nghe vậy rất căm phẫn nhưng lại không dám trực tiếp trở mặt đành phải đem lời muốn nói chôn chặt trong lòng trang cảnh nhất thời lãnh đạm không khí chỉ có chút xấu hổ Thấy mấy đương gia đối phương trầm mặc không nói, hắn nhìn sang phía Chu Tiến người sau gật gật đầu. Cảm lão đại, chúng ta biết được người rất băn khoăn. Lúc này Chu Tiến mở miệng nói. Cảm lão đại đơn giản là muốn Liên Vân Trại có phải hay không nghĩ cách thôn tính các đỉnh núi, sau đó độc bá vùng núi non Bắc Xuyên này. Ta có thể nói rõ cho người biết. Lấy thực lực Liên Vân Trại của chúng ta muốn độc bá Bắc Xuyên núi non tuy không nói dễ như trở bàn tay, nhưng cũng không quá khó khăn. Mặc dù 17 trại đều đứng lên Cũng chỉ có thể kết cục Tất cả đều bị diệt sát Hờ, chứng kiến đám người cam lão đại biến sắc Chu Tiến đang nói hồi chuyển giọng Nhưng mà liên Văn trại chúng ta Cũng không có ý nghĩ độc bá Thâu tóm vùng núi non Bắc Xuyên này Trước kia không có, hiện tại cũng không có Sau này cũng sẽ không có Lần này lão gia tử nói trình hợp Chủ yếu là vì phân chia lợi ích các đỉnh núi, Đem một số người vô dụng loại bỏ Tiếp theo là vì tại võ lâm đại hội Sắp diễn ra mấy vị đương gia không nghe nói đến sao. Hiện tại các sơn trại đều phải biếu tặng, sợ là không đủ để sống phải không? Nếu cứ như thế, mấy trăm huynh đệ chẳng lẽ đi theo đương gia không chết đói cả lũ? Đường đường thất hổ trại cao thủ đông đảo, lại chỉ có mấy trăm cái vật phẩm đem tặng, thật sự là làm cho người ta lạnh người à? Nói đến chỗ đau, mấy vị đương gia sắc mặt có chút mất tự nhiên. Chu Tiến nói chuyện cũng thẳng thắn trực tiếp quá. Cảm lão đại thở dài cười nói. À, chú huynh đệ đã nói như vậy, chúng ta cũng không cần giả bộ mặt dày. Tình huống thất hổ trại chúng ta quả thật là không ra làm sao. Ta nghĩ các sơn trại khác đều vất vả như nhau. Thế đạo hiện nay, xem như là làm sơn tặc cũng không dễ dàng à. Sắc mặt không đổi, cam lão đại nghiêm mặt nói. Điển tứ ra, chú huynh đệ, chúng ta huynh đệ đều là người thô kịch, trừ bỏ việc giết người cướp của cái gì cũng không biết. Người chỉ cho chúng ta đừng đi, có sự tình gì, các người hãy trực tiếp xài khiến, huynh đệ chúng ta xin rửa tay lắng nghe. Được, Cảm lão đại thật sự là thẳng thắn, thống khoái, thống khoái. Điền tứ gia ôm quyền nói, cảm lão đại đã thống khoái như vậy, chúng ta cũng không cần quanh co lòng vòng nữa. Ý của lão gia tử rất là đơn giản, chính là muốn mượn lực lượng của ngươi. Tại võ lâm đại hội, đem vùng phụ cận Bắc Xuyên, mở 23 đường vận chuyển thông hành. À... Các vị đương gia nghe vậy một tiếng thét kinh hãi, cảm lão đại cầu mày nói, quanh phụ cận Bắc Xuyên mở 23 đường vận chuyển, quả thật làm cho người ta đỏ mắt. Chỉ là thiên địa minh năm đó đã đem địa bàn này, tất cả đều do người của 72 động quản lý. Cho dù chúng ta có thực lực tranh đoạt, người của thiên địa minh có ra mặt hay không? Vậy vẫy tay, Chu Tiến tiếp lời. Giang hổ tranh đấu, cướp đoạt địa bàn, chỉ cần chúng ta quang minh chính đại tuần theo quy củ ban đầu, thiên địa minh cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ là nghe nói đại hội võ lâm này phi thường long trọng, hạc bạch lưỡng đạo đến các đại thế gia, tất cả đều được phát anh hùng thiếp cho nên lão gia tử chủ yếu là trình hợp lực lượng các sơn trại tại đại hội võ lâm đoạt lấy địa bàn này việc này đối với các người đối với chúng ta cùng tất cả mọi người đều có chỗ tốt cảm lão đài lập tức nhìn về phía các huynh đệ từng người đều lộ vẻ suy tư rõ ràng hai người đối phương nói không sai nếu là có thể ở đại hội võ lâm đoạt được 23 con đường vận chuyển này vậy tài lộ của bọn họ chính là cuồn cuộn không dứt Phiền Thiên Giang đã sớm tính toán được hết thầy, nói vậy các sơn trại khác cũng là như thế. Nhưng mà lấy thực lực của thất hổ trại, muốn kiếm phân nửa lợi nhuận không phải là không có khả năng. Điền Mậu cùng với Chu Tiến tương đối cười, lặng lặng chờ đối phương. Ngay lúc này một đám người vội vã xông vào. Đại đương gia, đại gia gia không hay rồi, tam đương gia hắn đã xảy ra chuyện. Cái gì? Lão tam xảy ra chuyện gì? Chàng nhị bất ngờ từ chỗ ngồi đứng lên, hai mắt gắt gao nhìn trầm chằm cái cáng bọn sơn tặc mang vào. Nằm trên cáng, Tào Tam toàn thân đầy máu tươi, cánh tay phải cũng đã mất, sắc mặt hắn tái nhợt, vẻ kinh sợ trong mắt còn chưa kịp biến mất, hiển nhiên là gặp phải việc gì đó dị thường khủng bố mới có thể khiến cho Tào Tam có bộ dạng thê thảm mất hồn như thế. Các đường già còn lại cũng đứng hết lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tào Tam, trong lòng rung động vạn phần, ở đây người nào không từng lăn lộn trong những cảnh đầy máu tươi, nhưng thấy Tào Tam có kết quả thê thảm như vậy, vẫn không nhịn được mà phát lạnh. Phía Lê Vân Trại, Điền Mậu và Chu Tiến nhìn nhau trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc nhưng vẫn không hề mở miệng. Lão Tam, Lão Tam! Trang Nhị liền lao ra phía trước, tiện tay túm lấy vặt áo của một tên dân tặc tức giận rít gào nói. Cẩn mẹ nó, ai làm việc này, màu nói là ai làm, lão tử muốn lột ra hắn, băm hắn thành vạn đoạn. Hơ, hơ hội hội bẩm nhị đương gia là 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 người của đại thông thương hội làm bọn chúng còn giết hơn 300 huynh đệ của chúng ta kẻ đó chính là sơn tặc cùng trốn về với tào tam chàng diện tanh máu hắn tận mắt nhìn thấy cho tới lúc này hắn vẫn chưa ổn định được tâm trạng của mình chúng nhân đều biết trong mấy đương gia quan hệ giữa trang nhị và tào tam là tốt nhất không chỉ là một tầng quan hệ giữa các trại chủ bên ngoài, còn có một tầng quan hệ huyết thống thân thiết bên trong, Nói đơn giản chính là huynh đệ cùng lớn lên từ nhỏ. Lúc này thấy thảm trạng của huynh đệ ngay trước mắt mình, bảo hắn làm sao mà bảo trì được tâm tính như bình thường. Một tay, tay, tay của ta, báo thù, ta muốn báo thù. Tào Tam dù bị thương nặng, nhưng phần thần trí phi thường thanh tỉnh, chỉ bất quá gặp một đả kích lớn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể tiếp nhận sự thật. Lão Tam, trang nhị tràn đầy đau xót, tiếp tục gật đầu nói. Lão Tam, đệ yên tâm, nhị ca cộng các huynh đệ sẽ báo thủ cho đệ, nhất định sẽ báo thù cho đệ. Lập tức cam lão đại sai người kể lại tường tận chuyện vừa phát sinh. Sau khi nghe xong mấy tên sân tặc trốn về kể lại, mọi người lâm vào trầm mặc. Kỳ thực đại thông thương hội ở ngoài cũng chỉ là một thương hội nhỏ thôi, cũng không có gì cần cố kỵ. Nhưng đạo lãnh quang không biết từ đâu xuất hiện kia là gì, nó cũng không làm người khác phỏng đoán được gì cả. Mọi người vô cùng rõ thân thủ của Tào Tam. Ngay cả hắn cũng bị đánh đến mức này. Những người khác đi báo thù sợ là cũng không tốt hơn là bao. Một tiếng ho khan, chú Tiến phá tan bầu không khí nặng nề nói. Theo ta được biết, Đại thông thương hội mặc dù được gọi là giàu có, nhưng sau lưng cũng không có thế lực nào ủng hộ. Nếu không, cũng không có bị tam đại thương hội liên thủ chèn ép nhiều năm như vậy. Hôm nay phát sinh sự việc như vậy, có thể là đại thông thương hội đã dùng nhiều tiền mời cao thủ hỗ trợ điền mẫu tò mò tiếp lời không thể nào lấy địa vị hiện tại của đại thông thương hội có thể mời người vào hỗ trợ chứ có lẽ chỉ là vị cao thủ nào đó vừa kéo đi ngang qua đó thôi chú tiến lắc đầu nói trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy một đại hiệp gặp chuyện bất bình rút đào tương trợ đánh cướp vậy mọi người chúng ta đây chẳng phải đã bị đánh chết rồi sao Cảng huống chi ngọn núi này cũng không phải là quan đạo yếu lộ, nếu không có việc gì gấp, ai dỗi hơi đi qua nơi hẻo lánh thế này chứ. Bất quá người đại thông thương hội mời được, năng lượng lộ ra ngoài cho thấy chắc là một tiên thiên cao thủ. Nghe chú Tiến nói xong thì mọi người không khỏi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chàng nhị tối sầm mặt lại, các huynh đệ khác cũng không tốt đều đem ánh mắt chuyển hướng lão đại. Đại ca, thất hổ trại chúng ta chưa từng bị người khác đè đầu cưỡi cổ, việc này không thể bỏ qua được, huỳnh nói gì đi chứ cảm lão đại đi lên trước vỗ vỗ trang nhị thất hồ trại bài huynh đệ một lòng lần này lão tam chịu nhục không thể nghi ngờ là đã làm bậy trên đầu chúng ta cho chúng ta một bạt tay tự nhiên không thể bỏ qua việc này nếu không việc này truyền ra ngoài thất hồ trại chúng ta làm sao có thể ngẩng đầu lên được lão đại nói rất đúng quản con mẹ nó cái gì thương hội cái gì cao thủ làm cái gì nhất định phải vì lão tam mà báo thù không sai còn phải bắt sống cô gái kia về từ từ trời chết cô ta nghe lão đại nói chúng đương gia đều phụ họa thất hổ trại có nhiều huynh đệ như vậy còn con lão cam là đại tiên thiên cao thủ sao có thể sợ đánh nhau chỉ bất quá xem cước trình của đại thông thương hội thương đội của đối phương sợ là đã tiến vào cảnh nội hà nam đó là phạm vi thế lực của thiên địa minh nếu xử lý không tốt có thể đưa tới phiền toái không nhỏ trong lòng có chút cố kỵ cảm lão đại cúi đầu suy tư đại ca chẳng lẽ lo lắng không động được vào thiên địa minh trang nhị thấy thế vội vàng nói đại ca không cần lo lắng thiên địa minh cùng với triều đình tranh chấp đã sớm đem thế lực ở biên giới hà nam quay về lạc dương rồi cả huống chỉ nghe nói thiên địa minh muốn mở võ lâm đại hội chính mình còn bận tối mắt nào có công phu đi quản chuyện bên ngoài Ha, <laughs> sợ cái rắm gì sơn tạc chúng ta hành động theo suy nghĩ làm gì có thời gian mà lo lắng cảm lão đại lại híp mắt quét về phía hai người điền mậu nói điền tư gia chu huynh đệ chính vì thấy người có phần đại thông thương hội mặc dù không bằng tam đại thương hội nhưng cũng được cho là giàu có một phương lần này đi lạc dương tham gia thương hành tập hội tất nhiên vận chuyển không hề ít hàng hóa ta tự nhiên không thể ăn nó một mình nguyện cùng hai vị chia năm năm còn mẹ nó thì ra là hắn muốn tìm một chỗ dựa nhìn thấu suy nghĩ của đối phương chu tiến cười đầy thâm ý nói đại đương gia quá khai khí lần này tam đương gia của quý trại bị kẻ khác đoạt đi một tay ta sao có thể lấy lợi từ trong đó cảm lão đại mặt đỏ lên đang định vãn hồi vài câu lại nghe chu Tiến nói bất quá chút việc nhỏ này kêu vài huynh đệ đi giúp một chút cũng được thầm mắng đối phương giả hoạt cảm lão đại nặn ra vẻ mặt cười cười nói ân tình này cảm mỗ xin nhận sau này có việc gì cần cảm mỗ giúp hai vị chỉ cần mở miệng là được ha 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 nói rất hay biệt mậu và chu tiến nhìn nhau cả hai đều không nói gì mặt trời ngả về tây màn đêm phủ xuống đi trên đường cái hoài khánh thành khắp nơi đều có vẻ trong trẻo bắt mắt nhưng lạnh lùng chỉ có mấy chỗ ngọn đèn yếu ớt chật lóe rồi vụt tắt thư lam còn nhớ mấy năm trước lúc mình đi ngang qua hoài khánh thành nơi này vẫn là một địa phương phồn hoa náo nhiệt không ngờ mấy năm ngắn ngủi thành thị đã từng rất phồn vinh này cũng đã suy bại đến mức này bánh xe lịch sử không có vinh hoa vĩnh hằng đây là loạn thế à trong lòng cảm khái thư lam nói với miêu thúc miêu thúc giờ chúng ta cũng đã vào thành rồi Nói vậy đám sơn tặc này chắc cũng không dám đổi theo nữa. Chúng ta hay là tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Ta nhớ chỗ rẽ phía trước có khách sạn. Chúng ta qua đó xem xem. Vâng, tiểu thư. Miêu Thúc trả lời một tiếng, sau đó tiến lên dẫn đường cho xe ngựa. Mọi người ở trong thương đội ở phía sau, ai cũng thẫn thờ, tâm tình dị thường xa sút Các bạn khán thích giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau nghe hết tập 117 của Thương Thiên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 118. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị cùng các bạn.